Câu chuyện đấy có tựa đề là Túi gạo của mẹ. Cái nghèo đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường, cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu của họ. Cha của cậu qua đời vì một cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha xấu số. Người mẹ quá bùa ở vậy, cô quyết không đi bước nữa để nuôi con. Cô biết bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất cho đứa con trai của mình. Cô cặm cụi chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con cô. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai mỗi ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má của cô. Học hết cấp 2, cậu bé thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Gánh nặng lại oằn lên vai của người mẹ. Thế nhưng thật không may cho cậu, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay của cậu thì cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác đã làm cho mẹ của cậu liệt nửa chi phía dưới, vốn là lao động chính của gia đình. Giờ cô chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa, còn nói gì đến chuyện làm ruộng, làm vườn. Cậu bé vốn hiểu chuyện, cậu rất thương mẹ vất vả. Cậu xin nghỉ học, cậu nói với mẹ thế này: "Mẹ này, con nghỉ học thôi, ở nhà con làm ruộng thay mẹ. Đi học, tiền đâu mà đóng học phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa, nhà mình biết lấy đâu ra hả mẹ?" Người mẹ mới nói thế này: "Có thế nào con cũng không được bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác con không phải bận tâm." Không biết người mẹ này nghĩ ra cách gì đây để mà có tiền, có gạo đóng học cho con ăn đấy. Hai mẹ con tranh luận rất lâu. Cậu vẫn kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình bị khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợ. Phải đến khi giận quá không kiềm chế được, mẹ cậu giơ tay tát cho cậu một cái vào má. Cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai 15 tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở. "Tại sao mẹ tát con xong mẹ lại ngồi xuống mẹ khóc hả các con?" "Vì mẹ có muốn tát các con đâu. Mẹ chẳng qua vì giận các con không nghe lời, mẹ mới phải đánh, mới phải tát các con thôi. Nhưng mà đánh các con xong rồi lòng mẹ đau không?" "Lòng mẹ đau lắm, cho nên mẹ lại ngồi xuống mẹ khóc." "Các con hiểu không? Mẹ khóc nức nở. Không có người mẹ nào khi đánh con mà không đau cả. Không những con đau đã đành mà lòng mẹ cũng đau. Đau lắm con ạ. Đánh các con là mẹ đau lắm, đau trong lòng này này. Xót ruột lắm chứ. Nhưng vì con hư, con cãi lời cha mẹ cho nên mà mẹ phải đánh thôi. Đánh rồi mẹ cũng khóc à." Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học, lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần, khuất dần. "Các con thấy mẹ ở nhà có một mình thôi. Đương nhiên là mẹ rất có muốn con ở nhà cùng với mẹ chứ. Có mẹ có con rất là vui. Nhà có hai người, trước đây có bố, giờ bố chết rồi. Vào, giờ còn có con thì ai chẳng muốn con ở nhà với mình cho vui. Nhưng mà nghĩ vì tương lai của con, muốn con ăn học nên người, cho nên mẹ đành nuốt dì nước mắt vào trong để tiễn con lên đường con đi học đấy các con ạ." "Mẹ nào cũng thế, bố nào cũng thế đấy. Thương con lắm. Miệng thì nói rằng con đi đi, con đi học đi, nhưng trong lòng thật sự là rất muốn con ở nhà. Nhưng vì tương lai của con,
muốn con sau này không bị khổ, cho nên đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong để tiễn con lên đường con đi học các con ạ. Mẹ thế đấy, cho nên mẹ đứng nhìn bóng con cho đến khuất dạng mới thôi. Mẹ rất là thương con. Ít lâu sau, có một người mẹ lại lặng lẽ vác một cái bao tải dứa, chân thấp chân cao, đi đến phòng giáo vụ của nhà trường cấp 3. Cô nộp gạo cho con trai. Cô là người đến nộp muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, cô đứng thở hổn hển một hồi lâu, rồi nem nép đi vào. Đến kỳ phải nộp gạo rồi. Nhà trường này người ta yêu cầu các cháu học sinh phải nộp gạo và đóng tiền học phí. Thầy trưởng phòng giáo vụ nhìn cô và nói: cô đặt lên cân đi, mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra. Cô cẩn thận mở bao gạo, liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy giáo vụ khẽ cau lại, giọng lạnh băng: thật chẳng biết nói thế nào, tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua những thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy cô xem, gạo của cô lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng, vừa có gạo xay rối, lẫn gạo mốc xanh mốc đỏ, cả cám gạo nữa, lại còn cả ngô nữa. Thử hỏi, gạo thế này chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được? Thầy vừa nói vừa lắc đầu. Thôi được, tôi nhận cho cô. Thầy nói không thèm ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên, cô khẽ khàng đi đến bên thầy giáo vụ và nói: Tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy? Thôi, cô cầm lấy để đi đường uống nước. Thầy giáo vụ, thầy cũng không lấy 50.000 các con ạ. Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thãi vì chẳng biết làm thế nào cả. Cô lúng túng chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về. Đầu tháng sau, cô lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy giáo vụ lại mở túi gạo ra kiểm tra, rồi thầy lại cau mày lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng ác cảm: cô lại nộp cái loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn chung lẫn lộn như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm ngon để các cháu ăn được? Cô nghĩ thử xem, với cái loại gạo hổ lốn thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các cô không thấy thương con mình hay sao? Dạ, xin thầy thông cảm ạ. Xin thầy nhận cho ạ. Ruộng nhà em trồng được chỉ có thế thôi. Người phụ nữ bối rối đáp lời. Người phụ nữ rất là sợ. Nào, rất là sợ, chỉ sợ thầy không nhận gạo của mình thôi. Thật buồn cười cái nhà cô này. Một mảnh ruộng nhà cô có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế này à? Thôi được, lần này tôi nhận cho cô. Nhưng thầy vẫn châm trước các con ạ. Thầy nhận cho cô. Thầy giận lắm đấy nhưng mà thầy vẫn châm trước. Chắc trông thấy cô thiểu não quá cho nên thầy vẫn nhận cho. Giọng thầy gằn từng tiếng mà vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô. Người mẹ im bặt, mặt cô trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Cô bị mắng cô sợ quá. Cô lí nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp bước cao ra về. Dáng cô liêu xiêu đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa. Rồi lại sang đầu tháng thứ 3 của kỳ nộp gạo, cô lại đến, vẫn dáng đi siêu vẹo, mồ hôi mướt mải trên trán,
ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức đối với cô. Thầy giáo vụ lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành giọt từng tiếng như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ. Tôi đã nói với cô thế nào? Lần này tôi quyết không nhân nhượng với cô nữa đâu. Cô làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này? Cô mang về đi, tôi không nhận cái loại gạo như thế này đâu. Thầy không nhận các con ạ. Thầy bực lắm, thầy không nhận. Thầy đuổi cô về, cô mang gạo về đi. Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bùng phát. Cô khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi chan chứa trên gương mặt sớm hẳn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ cô khóc vì tủi thân và xấu hổ, khóc vì lực bất tòng tâm. Thầy giáo vụ ngạc nhiên, không hiểu mình đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ này khóc tức tưởi đến như thế. Cô bỗng kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng, một bên chân teo quắt queo lại. Dạ thưa với thầy, cái gạo này là do tôi đi ăn xin gom góp lại bao ngày mới có được thầy ạ. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi thế này tôi làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm hiểu chuyện, nó đòi bỏ học để ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để cho con tôi bị thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm. Xin thầy thương tình, thầy nhận giúp cho với ạ. Không nộp được gạo, con tôi thất học mất. Rồi cô khóc nghẹn ngào, nước mắt chan chứa trên khuôn mặt héo hắt, đầy bụi đường. Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ sáng, khi xóm làng chưa thức giấc, cô đã lặng lẽ chống gậy lê mình rời khỏi thôn. Cô đi khắp các thang cùng ngõ hẻm, làng trên xóm dưới, gần xa để xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Cô không muốn cho mọi người ở ngay trong thôn mình biết việc này. Lần này, người bị xúc động mạnh lại chính là thầy giáo vụ. Thầy đứng lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Giọng thầy nhỏ nhẹ: "Thôi, cô đứng lên đi, người mẹ trẻ. Cô làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với cô. Thôi thế này, tôi đồng ý nhận số gạo này của cô. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh vượt khó." Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Cô gần như chắp tay lạy thầy, giọng cô van lơn: Tôi xin thầy, tôi có thể lo cho cháu. Dù không đủ đầy như các bạn, nhưng tôi lo được thầy ạ. Khổ mấy, vất vả mấy, tôi cũng chịu được thầy ạ. Xin thầy đừng cho cháu biết chuyện này. Đây là bí mật của tôi, mong thầy giữ kín dùm cho tôi. Cô không muốn con trai của mình biết là cô phải đi ăn xin gạo để nuôi con. Cô không muốn ai biết việc này, để cho con mình nó phải xấu hổ. Nó không bằng bạn bằng bè các con ạ. Đấy, các con thấy mẹ thế nào? Thầy giáo vụ, cô kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà cô mang một hàm ơn lớn, đưa tay quẹt mắt rồi lại nặng nhọc liêu xiêu ra về. Lòng thầy rất xót xa. Các con thấy đấy, mẹ thương con đấy.
không muốn con mình biết mình phải đi ăn xin, vì cô không thể làm ruộng được. Cho nên cô phải lê cái đôi chân liệt của mình để đi xin từng nắm gạo để nộp cho con, mà lại âm thầm không để cho ai biết, không muốn nhà trường biết nữa. Thầy ơi, thầy đừng cho ai biết, đừng cho con tôi biết, con tôi nó biết nó lại bỏ học mất thì khổ cho tôi lắm. Cả đời tôi chỉ có mình cháu thôi mà. Các con hiểu không? Đấy, mẹ thương con như vậy đấy. Thầy giáo vụ đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu nhà trường giữ bí mật chuyện này tuyệt đối. Nhà trường miễn toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Ngoài ra, học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường. Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc nhất của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, thì mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất phía xa, mỉm cười sung sướng. Mẹ cũng được báo tin, ngày ấy là ngày vinh danh các học sinh xuất sắc của trường, và cũng được mời đến. Nhưng mà mẹ không dám đi lên trên, mẹ phải ngồi tí từ cái góc đằng xa kia kìa. Vì mẹ xấu xí thế này, tật nguyền chân bị teo tóp thế này, sợ đi lên đấy mọi người ta cười lại ảnh hưởng đến con. Cho nên mẹ phải núp ở cái góc đằng xa các con ạ, tí đằng xa kia, chỉ ngóng nhìn thôi. Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy, có 3 bao tải dứa xù xì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc, không hiểu bên trong những cái bao tải dứa ấy chứa cái gì nhỉ. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin để nuôi con học hành thành tài. Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy giáo vụ đến mở bao tải dứa ấy ra. Đó là 3 bao gạo mà người mẹ đã với đôi chân tật nguyền lặn nội khắp nơi để xin về nuôi con. Thầy nói, đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và đặc biệt là tình yêu của người mẹ hết mực dành cho con. Những hạt gạo đáng quý này, tiền vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu. Cả trường lại một lần nữa nặng người đi vì kinh ngạc. Cả hội trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa, đang được thầy giáo vụ dìu từng bước khó nhọc bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của mình. Thầy hiệu trưởng nói, chúng tôi biết kể ra câu chuyện này sẽ khiến em học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng chúng tôi cũng mạn phép được kể ra vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta vinh danh những người cha, người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì tương lai con em. Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả. Mắt cậu đỏ hoe, nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó, gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc, mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp, yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến. Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ được đứng trước đám đông,
run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã dành cho mình. Với cô, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà cô dành cho con. Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ của con. Đây là một câu chuyện rất hay, rất xúc động. Các con thấy mẹ có vĩ đại không? Rất vĩ đại. Đấy, mẹ thương các con vô cùng. Mẹ sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình, hy sinh cuộc sống của mình để cho các con đấy. Vì sao? Vì các con là khúc ruột của mẹ, các con là giọt máu của mẹ, các con ở trong bụng mẹ mà ra. Mẹ mang thai các con 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, rứt ruột đẻ ra các con, ôm ấp các con từ tấm bé, cho các con bú từng giọt sữa ngọt ngào. Các con thấy không? Mẹ thương lắm. Cho nên ý, các con dù xấu xí thế nào, cha mẹ cũng vẫn thương. Các con có tật nguyền thì cha mẹ vẫn thương mà, không bao giờ bỏ. Cho nên ở trên đời này, ơn cha nghĩa mẹ sánh tày Thái Sơn là thế đấy.